Sau khi chạy bền về thì chúng ta sẽ đi tới và đi luôn, chúng ta vừa đi vừa chúng ta hít thở, hai tay nhân căng hít thở, hít mũi thở miệng rồi bảo bắt đầu khỏi nhắm mắt, hai tay nhân nghe kết hợp, hai tay nhân nghe. Rồi, sau khi chúng ta đi, di chuyển chúng ta thả lỏng thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ thả lỏng. Hai chân rộng, ưng vai, chúng ta cúi người thả lỏng. Hai tay ta nghe da ngang hít bằng mũi, bỏ tay xuống thở bằng miệng. Ta làm như vậy 3 lần. Rồi, tiếp theo lắc chân, hai tay chống hông, đồng thời đưa chân về trước, đổi chân, thôi, tiếp, thôi, rồi tiếp theo chúng ta ngồi, ngồi duỗi chân lắc chân, đúng rồi, rồi chống tay sau, đúng rồi. Rồi, kéo chân co lên chút. Đúng rồi. Kéo cái chân đi luôn. Rồi, lắc chân. Đúng rồi. Rồi, khỏe chưa? Thả lỏng toàn thân chưa? Được rồi. Rồi, đứng lên. Rồi, các em thân mến, hôm nay thầy đã giới thiệu xong chúng ta bài thể dục. Mong là các em sẽ tập thuộc lòng bài thể dục liên quan. Thứ hai nữa là các bài tập bổ trợ của bài chạy ngắn và chúng ta thực hành chạy bền trên địa hình tự nhiên tại nhà của mình hoặc là sân tập của mình. Xin chào các em và mong rằng các em sẽ học tốt hơn.